Bây giờ kể lại, ông thường nhắc đến một loạt tên tuổi thầy dạy võ với những thế mạnh riêng trong quyền hay thập bát băng binh khí. Thầy Cai Bảy thì giỏi về quyền, thầy Tàu Sáu mạnh về kiếm, thầy Sáu Hà nhuần nhuyễn đao thương. Còn thầy Đặng Thái tuy không bằng đại võ sư Bộ Ngạnh nhưng cũng có những đường xoay tuyệt chiêu riêng. Trong làng võ Bình Định, ít có người nào theo học tới 8 ông thầy võ trong suốt gần 15 năm trời như ông.